Một mối tình thầm lặng. Có bao nhiêu là tôi mua hết luôn á. Em biết anh là người đàn ông đối xử với em tốt nhất. Diệu, bao nhiêu đây đủ không em? Khốn nạn, một mối hờn ghen không thể hóa giải. Thứ đũa móc mà mày đặt chòi mâm son. Mày mà còn đụng tới Diệu một lần nữa, tao bẻ cổ mày. Lại lớn lên đi, có cái ai cứu em không? Hả? Bi kịch gia đình bắt đầu. Đáng lẽ cái nhà này không có chứa cái loại người như cô. Với một âm mưu thâm độc. Bây giờ chỉ còn có cách là ngăn chặn không cho đứa bé chào đời nữa thôi. Dòng tố cuộc đời. Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên SCTV 4.